Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, xin chào tất cả các bác mọi miền tổ quốc nhé. Vâng, Zika Audio hôm nay về một lô âm ly Vinido mà bên em cũng vừa hết khoảng 2 ngày hôm nay. Vâng, hôm nay là ngày 22 tháng 5 và bây giờ là 7 giờ, 7 giờ ngày 2 tháng 5, bên em vừa về xong đấy ạ. Vâng, vẫn còn nguyên xốp của nhà máy đấy ạ. Vâng, xốp chặn của nhà máy nguyên đang viện, chưa động chạm gì luôn. Vâng ạ, chỉ có bê xuống đây thôi ạ, từ nhà Trung Quốc về đến đây. Vâng, thương hiệu Vinido đấy ạ. Vinido mã DS9702 thuộc dòng KB930. Vâng, chị Trung Quốc vẫn còn đấy ạ. Vâng, đây hàng này hàng chính hãng nhé các bác nhé, không sai một ly đâu ạ, đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, chưa ai động vào. Đây chỉ là bê xuống từ xe từ Trung Quốc xuống xe tải và xe tải về đến Zika Audio. Vâng, thì bên em cũng về và thông báo đến các bác là hàng bên em về được mỗi lần chỉ được 5 thùng đây ạ, và mỗi thùng là có 2 con bên trong, là tổng là 10 con. Vâng, và hôm nay là ngày 22 tháng 5 đấy ạ. Vâng, bên em test cũng rất là nhiều rồi, và rất là nhiều bác đã sở hữu âm ly Vinido siêu độc, siêu lạ và siêu dị và siêu khủng, công suất cực khủng tại Zika Audio. Còn có rất là nhiều bác muốn sở hữu mà thời gian vừa qua bên em cũng hết, và bây giờ lại về tiếp một lô nữa. Đấy, hàng chuẩn luôn cho các bác nhé, từ tăng dính tem nhà máy này còn chưa rạch luôn ạ. Vinido đấy ạ, chưa rạch luôn đấy. Thế các bác yên tâm, đây là hàng chuẩn, phục vụ các bác về chất lượng, về giá thành, khẳng định luôn là thị trường Việt Nam chưa có. Vâng, các bác nào muốn sở hữu cho mình một cái âm ly Vinido siêu độc, siêu lạ, siêu dị và siêu khủng thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức liên tục và tư vấn cho các bác rất là cẩn thận và chi tiết. Rồi các bác hãy nhanh tay nhé, hãy nhanh tay ạ. Rồi sau cùng thì em lại chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe và thành công.